Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại huyện Văn Lâm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng. Qua gần 4 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.600 tỷ đồng. Tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân. Anh Ngô Đức Thắng, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, người đạt danh hiệu nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2018. Tự kỳ thị làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị lao cho bệnh nhân. Xuất hiện xác lợn chết vứt trên sông Đồng Quê, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thực tế và kiểm tra sản xuất tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Trung Sơn tại thị trấn Như Quỳnh. Công ty đi vào hoạt động từ năm 2007, chuyên chế biến xuất khẩu thủy sản, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với mức lương trên 8 triệu đồng một người trên tháng. Các chế độ của người lao động được công ty quan tâm như mở bách hóa, có các gian hàng giảm giá hỗ trợ công nhân, xây dựng khu nhà ở cho 600 công nhân có thu nhập thấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và yêu cầu thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh mở rộng sản xuất, tạo việc làm, đảm bảo tốt các chế độ cho người lao động, nhất là lao động nữ, chấp hành sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật quy định. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tích cực tham gia các phong trào, công tác an sinh xã hội ở địa phương. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm hợp tác xã Hoa Thiên Phú ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang. Tuy mới thành lập từ năm 2017 với 20 thành viên, nhưng đến nay hợp tác xã đã làm tốt công tác thu mua, tiêu thụ hàng trăm tấn dược liệu các loại cho nông dân và chế biến xuất ra thị trường các tỉnh thành trong cả nước. Hiện hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu một số sản phẩm dược liệu như cúc hoa, nghệ, địa liền. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới huyện Văn Lâm cần tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp để mạnh cải cách hành chính theo phương châm 4 tại chỗ, đó là tiếp nhận, thẩm định, đóng dấu và trả hồ sơ ngay tại chỗ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, để mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển trồng và nuôi các loại cây con có giá trị kinh tế cao, phát huy lợi thế ở địa phương, đặc biệt là cây dược liệu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Trong công tác xây dựng đảng, đồng chí yêu cầu huyện Văn Lâm tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, thực hiện nghiêm túc việc phân công huyện ủy viên đi cơ sở, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư công dân và chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 23 tháng 4, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2019. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, chủ trì phiên họp. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, để mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã xem xét và bỏ phiếu biểu quyết việc đề nghị xét tặng thưởng huân chương bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể cá nhân và cờ thi đua của Chính phủ đối với các tập thể. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh và các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Tại Hưng Yên, trong 3 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông,
làm 35 người chết, 25 người bị thương, so với cùng kỳ tăng 2 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương. Trong tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh đã xử lý trên 5.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt gần 5,4 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành, đoàn thể của Trung ương, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cải thiện kết cấu hạ tầng đường bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và tập huấn người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, siết chặt kiểm soát chất lượng an toàn kỹ thuật, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào xử phạt các vi phạm quy định về nồng độ cồn, chở quá tải trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng và thực hiện các phương án chống ùn tắc giao thông. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tập trung xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là việc lấn chiếm lòng lề đường đang diễn ra khá phổ biến tại một số địa phương, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra theo chuyên đề, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là chuyên đề về xử lý nồng độ cồn, vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy. Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phân công lực lượng trực gác tại các điểm có bến bãi khai thác vật liệu xây dựng để xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải trọng, vi phạm nồng độ cồn. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành giao thông, hiện đại hóa, xây dựng kịp thời hệ thống biển báo, gờ giảm tốc, tập trung đầu tư các tuyến đường có kế hoạch phân luồng để giảm ùn tắc, mất an toàn giao thông. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc hội thi nhà kho quân khí tốt, thủ kho quân khí giỏi, trợ lý quân khí, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật, xây dựng văn kiện kỹ thuật, thi nhà xe, xe tốt, thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, thi lái xe ô tô giỏi, an toàn, cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2019. Dự khai mạc hội thi có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo quân khu 3. Theo kế hoạch, hội thi diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5. Thông qua hội thi nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, đầu tư củng cố hệ thống cơ sở kỹ thuật và công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên một số diện tích lúa xuân, tình hình sâu bệnh đang có chiều hướng phát triển cả mật độ và diện tích. Nếu không chủ động tập trung phòng trừ, các đối tượng sâu bệnh gây hại sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa. Theo dự báo, bệnh đạo ôn lá tiếp tục tái nhiễm và gây hại chủ yếu trên một số giống nhiễm như nhóm lúa nếp Thiên Yêu 8 và một số giống ngoài cơ cấu, đặc biệt ở những ruộng cấy dày, cấy sớm, ruộng bón nặng đạm. Bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng xâm nhiễm mạnh và gây hại trên trà lúa chỗ trong tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2019, đặc biệt trên các giống nhiễm và một số diện tích đã nhiễm bệnh nặng trên lá. Sâu của lá nhỏ có diễn biến phức tạp, bướm sẽ vũ hóa kéo dài, rộ nhất từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 4. Khả năng gây hại trên các trà lúa ở giai đoạn làm đồng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, đặc biệt ở những ruộng cấy sớm bón nặng đạm, ruộng bướm dồn. Dày nâu, dày lưng trắng, dày nâu nhỏ lứa 2, dày cám nở rộ trên các trà lúa từ nay đến đầu tháng 5 năm 2019. Khả năng gây cháy lúa cục bộ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 và dày lứa 3 có khả năng gây hại lúa trên diện rộng ở tất cả các địa phương trong tỉnh từ giữa tháng 5 đến cuối vụ. Dày nâu nhỏ có khả năng hại bông lúa thời kỳ lúa chỗ, chắc xanh trên một số giống lúa thơm như nếp các loại, bắc thơm 7.
Nhằm bảo vệ lúa xuân năm 2019, hạn chế tối đa tác hại của các đối tượng sâu bệnh, các địa phương và bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn, sâu cua lá nhỏ, dày nâu, dày lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh khác hại lúa để phòng trừ ngay từ khi sâu dày số tuổi nhỏ, nơi có mật độ sâu cao, bệnh có xu hướng phát triển bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc 4 đúng, không phun thuốc tràn lan, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Đối với sâu cua lá nhỏ, để phòng trừ đạt hiệu quả cao thì cái thứ lưu ý phải tuân theo nguyên tắc 4 đúng. Thứ nhất là khi sâu lon tuổi 1, tuổi 2, có nghĩa thời gian phòng trừ từ nay cho đến 29 tháng 4 thì sẽ có hiệu quả cao. Mật độ sâu cua lá năm nay cao hơn mọi năm, cho nên cần đặc biệt ở những cái ruộng xanh tốt mà bướm rồn là sẽ nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây hại lá đồng, gây trắng, sơ trắng, làm ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân. Đối với dày ở cái thời điểm mà lúa còn xanh thì bà con nông dân phát hiện những ổ dày cao là phòng trừ bằng các cái thuốc nội hấp. Còn đến thời điểm mà sau khi lúa chắc xanh, có nghĩa là dày nứa ba, nó sẽ rơi vào từ giữa tháng 5 cho đến cuối vụ thì lúc ấy phòng trừ lại bằng các cái thuốc có tính chất tiếp xúc và phải phun trực tiếp vào nơi dày cư trú. Và trong cái lưu ý nữa là để phòng trừ sâu bệnh nói chung, đặc biệt là dày, thì trên ruộng cần phải có nước thì mới mang lại hiệu quả cao. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông thì để phòng trừ đạt hiệu quả thì thứ nhất là ta phải lưu ý cái điều kiện thời tiết mát dưới 30 độ C, đặc biệt là độ ẩm không khí cao ban đêm và buổi sáng sớm. Thì trong cái thời gian đấy, đối với trà lúa đỗ chỗ tháng 4 thì nhất thiết phải phòng trừ, đặc biệt trên các cái giống nhiễm phải phòng trừ cái bệnh đạo ôn cổ bông. Và thời điểm phòng trừ đạt hiệu quả là trước khi lúa chỗ, khi lúa thấp thoa chỗ 3-5%, và sau khi nếu áp lực bệnh cao cần phải phòng trừ lại khi lúa chỗ thoát. Bên cạnh đó, chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen có nguy cơ xuất hiện và gây hại cục bộ, bệnh khô vằn đang phát sinh phát triển, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn xuất hiện và gây hại cục bộ. Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 3.600 tỷ đồng với nhiều sắc thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt gần 2.500 tỷ đồng, thu từ hải quan đạt gần 1.100 tỷ đồng. Với kết quả này, thu thuế hải quan tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các sắc thuế từ thu nội địa, nhiều sắc thu đạt cao so với cùng kỳ năm trước như thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 200%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 101,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt 248%. Ngoài ra các khoản thu khác như thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đều đạt trên 100% so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhiều, tiêu biểu như công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Aroma, công ty ống thép Hòa Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Năm 2019, tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách đạt gần 13.000 tỷ đồng. Cần cù chịu khó, cộng thêm sự nhạy bén với xu thế thị trường và khát khao vươn lên làm giàu cho gia đình quê hương, anh Ngô Đức Thắng, thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã xây dựng thành công mô hình VAC và được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý, được vinh danh là nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2018. Năm 2002, anh Thắng xây dựng trang trại VAC, ban đầu chỉ với diện tích hơn 2 mẫu, ruộng lúa trũng kém hiệu quả, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và chăn nuôi vịt. Nay trang trại của anh được mở rộng với quy mô 37 mẫu, trong đó nuôi trên 8.000 vịt đẻ và 20 máy ướp trứng, ao thả nhiều loại cá truyền thống như chấm, chép, trôi. Bên cạnh các loại cây trồng như bưởi, cam, anh còn trồng giống na ít hạt và nhãn sớm. Trừ chi phí một năm anh thu lãi trên 7 tỷ đồng. Cùng với việc trực tiếp sản xuất, anh còn bao tiêu sản phẩm cho 40 hộ dân tại địa phương, tạo việc làm cho 25 lao động và giúp đỡ hàng chục hộ thoát nghèo. Người nông dân ngày nay thì thứ nhất là mình phải có một cái am hiểu về thị trường, đoán nhận được trước cái rủi ro của thị trường. Từ đó thì mình tránh được những cái đó, và thứ hai là nó phải có cái lòng đam mê về công việc thì mới thành công được. Để giúp đỡ những người nông dân tại địa phương phát triển kinh tế, làm giàu, năm 2017, anh Thắng và một số hộ thành lập ra chi hội nghề nghiệp Phạm Ngũ Lão. Đến nay, chi hội có 40 thành viên. Thông qua việc sinh hoạt, các thành viên thường xuyên được học hỏi, trao đổi khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Nhờ đó, mỗi năm, chi hội thu lãi trên 70 tỷ đồng. Ông Thắng
thì là chi hội trưởng, chi hội nghề nghiệp của xã Phạm Ngũ Não, là một người năng nổ, thế mà nhiệt tình trong lĩnh vực là giúp đỡ các thành viên. Là thứ nhất là khó khăn, thứ hai là vốn và thứ ba là kỹ thuật. Và cái thứ tư là gọi là bao tiêu đầu ra con giống của chi tổ hội nghề nghiệp chúng tôi. Nhờ cần cù chịu khó, nhạy bén với thị trường, anh đã làm giàu cho gia đình và xây dựng được một tập thể vững mạnh, đoàn kết trong trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Năm 2017, anh Ngô Đức Thắng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 và được vinh danh là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tính đến hết tháng 2 năm 2019, toàn huyện Tiên Lữ có trên 60% người dân được sử dụng nước sạch, trong đó xã An Viên là một trong những địa phương có tỷ lệ đấu nối cao nhất huyện với 100% hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch. Toàn xã An Viên có 2.405 hộ dân với hơn 9.000 nhân khẩu. Trước đây, các hộ dân chủ yếu dùng nước giếng khoan, nước mưa để sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, vào mùa khô, tình trạng thiếu nước, chất lượng nước không đảm bảo diễn ra thường xuyên, nên từ khi nhà máy cấp nước An Bình thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Hải Hưng triển khai lắp đặt đường ống tại địa phương, người dân đều nhiệt tình hưởng ứng, đăng ký đấu nối. Đến nay, 100% các hộ gia đình đều sử dụng nước sạch, chất lượng nước luôn đảm bảo với hệ thống lọc tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nhờ đó, khắc phục tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường, đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới ở xã An Viên. Để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho các em học sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, vừa qua, đồng loạt đoàn trường khối Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực liên kết với các tổ chức và các trường đại học để tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh lựa chọn ngành học, trường học hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Bên cạnh các lựa chọn đăng ký vào trường đại học, cao đẳng, trường nghề, một trong những điểm mới của năm nay đó là rất nhiều đoàn trường đã chủ động nắm bắt nhu cầu của học sinh và phụ huynh để liên kết với các tổ chức, đơn vị đăng ký du học. Với hai hình thức phổ biến là du học hoặc vừa học vừa làm, theo nhận định của nhiều trường, năm nay số học sinh đăng ký du học theo hình thức vừa học vừa làm tăng. Với phương châm hiểu đúng mình, chọn đúng nghề, làm đúng việc đam mê, việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sẽ giúp các em có thêm nhiều lựa chọn phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội, tránh tình trạng lãng phí thời gian, kinh phí học tập ở ngành học không phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân. Sáng nay, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam hợp tác cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Tùng Phát khai trương văn phòng tổng đại lý tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau 12 năm hoạt động, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững mạnh, giữ vị trí thứ 3 trên thị trường với 292 văn phòng tại 63 tỉnh thành ở Việt Nam, phục vụ trên 2,5 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 1.300 nhân viên và 92.000 tư vấn tài chính. Công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam chính thức khai trương văn phòng tổng đại lý Mỹ Hào nhằm tăng cường hoạt động tại thị trường tỉnh Hưng Yên. Văn phòng tổng đại lý huyện Mỹ Hào sẽ mang đến các dịch vụ chuyên nghiệp, tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng. Ngay tại lễ khai trương, công ty đã dành tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại huyện Mỹ Hào. Hiện nay, tỷ lệ chữa khỏi bệnh lao mới mắc đạt 95%, tuy nhiên một rào cản rất lớn lại xuất phát từ chính sự tự kỳ thị của các bệnh nhân. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi tỉnh, những bệnh nhân mới mắc lao thường có tâm lý e ngại, thường giấu bệnh, không muốn cho người khác biết mình mắc bệnh. Chính điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều trị, vì người bệnh giấu không đến khám, dẫn đến quá trình dùng thuốc không được kịp thời, không kiêng khem, dẫn đến bệnh bị nặng hơn. Đây cũng là một trong những nguồn rất dễ lây nhiễm lao trong cộng đồng. Điều quan trọng trong điều trị lao không chỉ là phát hiện bệnh sớm, điều trị, theo dõi chúng, mà còn là nhận thức của người bệnh và cộng đồng để xóa bỏ rào cản kỳ thị. Chính vì vậy, rất cần người thân và cộng đồng hỗ trợ, chia sẻ để người mắc lao xóa bỏ rào cản tâm lý, nâng cao hiệu quả điều trị. Thời gian gần đây tại khu vực sông Đồng Quê chảy qua địa bàn thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, xuất hiện một số xác lợn chết vứt trôi nổi, bốc mùi hôi thối. Những hình ảnh này được nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại vào ngày 21 tháng 4. Tại đây có một số xác lợn chết bị vứt trôi nổi dưới sông, thậm chí ngay cạnh tại mép cầu Dũng Tiến. Theo nhiều hộ dân khu vực cho biết, tình trạng vứt lợn chết diễn ra cách đây một tuần, bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống gần đây. Đặc biệt trong thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp,
sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ chăn nuôi khác. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo, nguyên nhân chính của tình trạng trên là do sự thiếu ý thức của một số người dân. Để ngăn chặn cái tình trạng vứt xác động vật chết không đúng nơi quy định thì Ủy ban xã chúng tôi tập trung tất cả lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát và đã đưa ra thông báo, vừa là thông tin tuyên truyền, vừa là có ý kiến để người dân cùng chung tay với địa phương phát hiện những trường hợp thiếu ý thức để có biện pháp xử lý. Nếu như phát hiện những trường hợp nào thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.